nhằm góp phần thực hiện công tác gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng, đưa di sản văn hóa đến gần với công chúng và nâng cao trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Sáng nay, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2021. Chương trình Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2021 với hai hoạt động chính là nghệ nhân trao truyền ngân vang câu hát bài chòi và giáo dục trải nghiệm theo hình thức tour tham quan, dạo bước sông Hàn. Để đảm bảo phòng chống dịch, chương trình giới hạn người xem và tuân thủ các quy định an toàn. Khi mà tổ chức những hoạt động, chúng tôi thứ nhất là chúng tôi muốn bảo tồn và tôn vinh cái giá trị của hệ thống di sản văn hóa của thành phố Đà Nẵng nói chung và Việt Nam nói riêng. Thông qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về cái hệ thống di sản văn hóa và cùng chung tay góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đó. Ngoài ra chúng tôi cũng hy vọng là thông qua chương trình thì các có thể huy động được các đơn vị, các tổ chức, các cá nhân cùng tham gia vào cái công tác giữ gìn di sản. Theo đó, người dân được lắng nghe và trải nghiệm về trình diễn vui hội bài chòi, giao lưu với nghệ nhân tìm hiểu về nghệ thuật hô hát bài chòi, mini game tìm hiểu nghệ thuật hô hát bài chòi, nghệ nhân hướng dẫn hô hát bài chòi, trải nghiệm làm thẻ bài chòi với sự tham gia của nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Châu và nghệ nhân Huyền Tân đến từ câu lạc bộ bài chòi sông Hàn. Đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui và thú vị khi mà đây là lần đầu tiên mà em được tham gia chương trình tại đây. Qua chương trình này thì bản thân em cũng học được rất là nhiều thứ. Bản thân em học được biết rằng đây là một trong những loại hình nghệ thuật rất là nổi tiếng cũng như là phổ biến của khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng. Thì qua đây em học được nhiều về văn hóa, về những kiến thức khác nhau về văn hóa của vùng Đà Nẵng, Quảng Nam. Chiều nay, người dân sẽ được tham gia chương trình giáo dục trải nghiệm theo hình thức tour tham quan, dạo bước sông Hàn, khám phá về thành phố Đà Nẵng ở góc nhìn khác.